Chào các bạn, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ sử dụng đội hình tấn công ở trận U23 Việt Nam với U23 Uzbekistan. U23 Việt Nam với U23 Uzbekistan là trận đấu cuối cùng tại giải giao hữu U23 quốc tế Cup Vinaphone 2018. Với hai thắng lợi trước Palestine và Oman, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ chính thức giành chức vô địch. Tuy nhiên, trận đấu với U23 Uzbekistan không vì thế mà giảm đi động lực thi đấu của các cầu thủ, bởi họ cũng cần chứng tỏ năng lực của mình để chắc suất dự ASEAN 2018. Về đội hình ra sân của U23 Việt Nam trong trận đấu này, nhiều khả năng huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tung ra đội hình mạnh nhất, ngoại trừ một vài gương mặt mới, đó là thủ môn Văn Hoàng, người sẽ có cơ hội được ra sân lần đầu tiên ở giải này. Ở tuyến hậu vệ sẽ là bộ tứ Văn Thanh, Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Hậu. Việc sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-3-3 được hiểu là cách huấn luyện viên Park Hang-seo muốn các học trò triển khai tấn công nhằm hướng tới một chiến thắng đậm trước các đối thủ yếu như Nepal, Pakistan tại ASEAN. Ở tuyến giữa, thay vì bố trí hai tiền vệ như trước, U23 Việt Nam sẽ ra sân với sơ đồ 3 tiền vệ trung tâm. Xuân Trường sẽ được sát cánh bên cạnh hai cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội là Hùng Dũng và Văn Quyết. Với việc có thêm một tiền vệ trung tâm, đây sẽ là một đội hình hứa hẹn mang tới năng lực tấn công mạnh mẽ hơn rất nhiều cho U23 Việt Nam. Trong khi đó, trên hàng tiền đạo, thầy Park sẽ tiếp tục trao cơ hội cho bộ ba tấn công xuất sắc nhất lúc này là Quang Hải, Công Phượng và Anh Đức. Chiến thắng 2-1 trước Palestine ở lượt trận đấu đầu tiên, đây cũng là những người để lại dấu ấn trong cả hai bàn thắng của U23 Việt Nam. Anh Đức có một bàn, Công Phượng có một bàn và một pha kiến tạo của Quang Hải. Với việc đã chính thức vô địch giải giao hữu quốc tế lần này, huấn luyện viên Park Hang-seo mạnh dạn bố trí đội hình tấn công cho U23 Việt Nam cũng là cách dễ hiểu. Đây cũng là dịp tốt để đoàn quân áo đỏ kiểm tra tổng kết năng lực tấn công nhằm có sự chuẩn bị tốt cho ASEAN 2018. Từ khi U23 Việt Nam giành chức Á quân U23 châu Á, đội tuyển U23 Việt Nam bỗng trở thành tâm điểm cho bóng đá khu vực. Đối với đội tuyển Thái Lan thì cổ động viên của họ đã quá chán với đội nhà. Cư dân mạng Thái Lan hiện nay đang tung hô U23 Việt Nam. Chứng kiến phong độ cao của U23 Việt Nam ở giải giao hữu U23 quốc tế trước thềm ASEAN 2018, các cổ động viên của các nước láng giềng, đặc biệt là Thái Lan, đã tỏ ra vô cùng thán phục trước sự tiến bộ vượt bậc của các chàng trai áo đỏ. Tuyệt vời, U23 Việt Nam không hổ danh là vua của bóng đá Đông Nam Á. Ở thời điểm hiện tại, họ đá với các ông lớn Tây Á dễ dàng như đang dạo chơi vậy. Việt Nam sẽ tiến xa tại ASEAN 2018 với thế hệ này, tương tự cách họ đã tiến vào tận chung kết U23 châu Á nửa năm về trước. Sẽ thật tuyệt vời nếu như Việt Nam đụng độ Thái Lan ở AFF Cup 2018, đó sẽ là trận siêu kinh điển của bóng đá Đông Nam Á. Với phong độ tốt, trong thời gian qua U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 2-1 và 1-0 lần lượt trước U23 Palestine, U23 Oman để sớm giành chức vô địch giải giao hữu U23 quốc tế. Huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò đang dần hoàn thành tất những khâu chuẩn bị tốt nhất cho chiến dịch ASEAN 2018. Trong khi đó, U23 Thái Lan lại đang gây thất vọng tràn trề sau khi thua 1-2 trước U23 Myanmar và sở hữu thành tích toàn thua tại một giải giao hữu khác là Affine Cup. Đó là tất cả những lời bình luận của các cổ động viên Thái Lan trên một trang chủ của bóng đá Đông Nam Á. Với phong độ kém cỏi đó đã khiến cho các cổ động viên xứ chùa vàng cảm thấy chán nản và không muốn đặt kỳ vọng lớn lao cho huấn luyện viên Rimaka và các học trò ở ngày hội thể thao châu Á sắp tới đây. Chào các bạn, trong số 30 cầu thủ hiện tại, huấn luyện viên Park Hang-seo buộc phải loại 10 người để chốt danh sách mang đến Indonesia dự ASEAN 2018. Quyết định được huấn luyện viên Hàn Quốc đưa ra vào tối ngày 7 tháng 8, nhưng ngay lúc này những người phải ở nhà đã được chỉ mặt điểm tên. Đỗ Hùng Dũng khó tranh suất nhóm U23+3. Trong số 4 cựu binh trên 23 tuổi được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập lần này, Đỗ Hùng Dũng là cầu thủ có nguy cơ cao nhất bị loại ở trận gặp Oman. Về cơ bản, Hùng Dũng đã làm tốt vai trò của một tiền vệ trung tâm cũng như ở câu lạc bộ Hà Nội. Hùng Dũng thi đấu cần mẫn, lăn xả và kiểm soát được khu vực hoạt động của mình. Hùng Dũng không hề kém, nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo cần Đặng Văn Lâm, Anh Đức và Văn Quyết hơn. Đặng Văn Lâm không chỉ có chiều cao, kinh nghiệm mà còn thể hiện phong độ rất tốt. Thủ thành câu lạc bộ Hải Phòng hoàn toàn đủ sức giành vị trí số 1 trong khung gỗ U23 Việt Nam. Văn Quyết là đội trưởng nên không phải bàn cãi nhiều về suất dự ASEAN của cầu thủ này. Người còn lại là Anh Đức,
đã khẳng định vai trò của anh rất quan trọng trong lối chơi của U23 Việt Nam ở trận ra quân Cúp Tứ Hùng. Với một bàn thắng, anh Đức là mẫu tiền đạo cắm, chơi bóng bổng rất tốt. Có anh Đức, huấn luyện viên Park Hang-seo không phải đau đầu với những phương án tấn công, nhất là trong những trận đấu U23 Việt Nam gặp bế tắc, rất trông chờ vào những pha chơi bóng bổng của tiền đạo câu lạc bộ Bình Dương. Và 9 cầu thủ còn lại sẽ bị loại và họ là ai? Một cầu thủ trên 23 tuổi chắc chắn bị loại. U23 Việt Nam còn 9 người phải lỡ hẹn với ASEAN 2018. Đầu tiên là vị trí thủ môn. Không khó để đoán Văn Hoàng phải nói là chia tay khi huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ mang đi ASEAN 2 thủ thành, và đó là Văn Lâm và Tiến Dung. Ở vị trí hậu vệ, những cầu thủ Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Trung, Bùi Tiến Dũng đều nằm trong danh sách sử dụng của huấn luyện viên Park Hang-seo. Hai cái tên bị loại khả năng là Trịnh Văn Lợi của Hải Phòng và Huỳnh Tấn Sinh của Quảng Nam. Ở hàng tiền vệ, nếu như Hùng Dũng bị loại như phân tích ở trên, Đức Huy là người trở lại vị trí quen thuộc đã cặp với Xuân Trường ở vị trí tiền vệ trung tâm. Các tiền vệ được huấn luyện viên Park Hang-seo tin tưởng tiếp theo là Vũ Văn Thành, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Trọng Đại, Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Quang Hải, Trần Minh Vương, Nguyễn Văn Toàn và Phan Văn Đức. Như vậy, cầu thủ bị loại là Lê Phạm Thành Long của Hải Phòng, Trần Việt Hưng, Lê Văn Sơn của Hoàng Anh Gia Lai và trường hợp chấn thương của Hồng Duy. Ở hàng tiền đạo, huấn luyện viên Park Hang-seo khá đau đầu nhưng đã quyết định ông sẽ loại Hoàng Minh Tuấn của Nam Định và Nguyễn Tiến Linh của Bình Dương do không thể hiện tốt ở trận gặp Oman và đợt tập trung này. Các tiền đạo được giữ lại là Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Công Phượng và Hải Đức Trinh. Bên cạnh đó là những thông tin khá hài hước. Sau một hồi tranh cãi kịch liệt, những ý kiến từ các cư dân mạng đã thống nhất Olympic Việt Nam nên loại Văn Quyết để giữ chân 3 người còn lại, những tuyển thủ trên 23 tuổi. Theo quyết định của ban tổ chức ASEAN, mỗi đội tuyển chỉ được phép đăng ký 20 cầu thủ, trong đó có 3 suất trên 23 tuổi. Hiện tại trong tay huấn luyện viên Park Hang-seo đang có 4 cái tên để so kè quyết liệt, gồm Anh Đức, Văn Quyết, Văn Lâm và Hồng Dũng. Sau 2 trận đấu thử lửa ở giải giao hữu U23 quốc tế, tất cả những gương mặt nói trên đều ít để lại dấu ấn, nhưng giải đấu chỉ cho phép 3 người trong số đó có cơ hội bày sàng Indonesia cùng đội tuyển Olympic Việt Nam. Vào ngày 7 tháng 8, sau trận Uzbekistan, ban huấn luyện sẽ chính thức đưa ra quyết định cuối cùng. Ai đi, ai ở lại trong số 4 tuyển thủ quá lứa này đang là một câu hỏi khiến thầy Park vô cùng đau đầu. Không chỉ vậy, nó còn khiến cư dân mạng tranh cãi kịch liệt. Các cuộc trưng cầu ý kiến thực hiện bởi trang Facebook Việt Nam Phô Bàn vào hôm 6 tháng 8. Với kết quả cho ra không khiến nhiều người ngạc nhiên, cụ thể Văn Quyết dẫn đầu với những lá phiếu cho rằng anh nên được hy sinh. Các tài khoản Facebook họ nói rằng Văn Quyết nên để cho Hồng Dũng sánh bước cùng đứa trẻ. Lối đá của Văn Quyết giờ không còn ăn nhập được với U23 Việt Nam nữa. Anh ở lại chờ AFF Cup cuối năm là ổn. Về quan điểm này nhận được sự đồng tình của nhiều khán giả. Anh Đức, Văn Lâm rất cần, Hồng Dũng quá hay, tư duy thông minh và bị loại thì quá đen. Người nên đi ASEAN là Hùng Dũng. Như thầy Park đã chia sẻ, 4 người ở Olympic Việt Nam hiện tại đều xuất sắc, nhưng xét về vị trí, chúng ta cần một bức tường như Văn Lâm nơi khung gỗ và một mũi nhọn sắc bén như anh Đức để giải quyết trận đấu. Văn Quyết và Hùng Dũng lại khá giống nhau, nhưng Hùng Dũng lại có lợi thế về thể lực, điều rất cần khi đi đá cúp. Bên cạnh đó cũng có một số quan điểm táo bạo hơn trong việc chọn người. Cụ thể là thủ thành đang có phong độ rất tốt V-League 2018 sau 20 vòng đấu, Văn Lâm được bầu chọn đưa lên đoạn đầu đài để giữ suất cho 3 người còn lại. Lý lẽ rất đơn giản, khung gỗ Olympic Việt Nam hiện tại đã có Bùi Tiến Dũng, người hùng của U23 Việt Nam hồi tháng 1 vừa qua. Về chuyên môn, không phải là bàn cãi, khao khát thể hiện cũng có thừa. Nếu lần này em không được đi thì chỉ có thể là quá đen. Tất cả đó là những bình luận cũng như nhận định theo ý kiến của số đông khán giả về việc nên chọn ai trong số 4 cầu thủ trên 23 tuổi đi ASEAN ở Indonesia sắp tới. Chào các bạn, vào sáng ngày 19 tháng 7, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã tổ chức lễ công bố giải bóng đá quốc tế U23 Cup Vinaphone 2018 và nhà tài trợ tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam VNPT. Ông Lê Hoài Anh, tổng thư ký VFF đã chia sẻ tại buổi lễ công bố, đây là lần đầu tiên VNPT hợp tác cùng Liên đoàn bóng đá Việt Nam trên cương vị là nhà tài trợ chính của một sự kiện bóng đá quốc tế đang đón nhận được rất nhiều sự quan tâm theo dõi của đông đảo người hâm mộ
Giải đấu lần này được coi là bước đệm quan trọng với đội tuyển U23 Việt Nam trước thềm ASEAN 18 diễn ra tại Indonesia. Điều này thực sự là nguồn cổ vũ động viên thiết thực dành cho bóng đá Việt Nam, đặc biệt là đội tuyển U23 Việt Nam với lực lượng nòng cốt là các cầu thủ vừa lập nên kỳ tích giành ngôi Á quân tại vòng chung kết U23 châu Á đầu năm nay. Đại diện cho đội tuyển U23 Việt Nam, huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo đánh giá rất cao tầm quan trọng của giải đấu lần này đối với công tác chuẩn bị của các cầu thủ U23 Việt Nam trước thềm ASEAN 18. Tại giải đấu này, tôi sẽ trao cơ hội cho tất cả các cầu thủ đánh giá khả năng của họ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Tính chất của ASEAN khác với vòng chung kết U23 châu Á, tất cả các đội đều được dùng 3 cầu thủ trên 23 tuổi trong đội hình, vì thế sẽ mạnh hơn rất nhiều so với vòng chung kết U23 châu Á. Mục tiêu của đội U23 Việt Nam trước tiên là vượt qua vòng bảng, sau đó mới tính đến những vòng đấu tiếp theo. Đó là lời chia sẻ của huấn luyện viên Park Hang-seo. Ngoài U23 Việt Nam, giải đấu còn có sự góp mặt của 3 đội khách mời gồm U23 Oman, U23 Palestine và đương kim vô địch U23 Uzbekistan. Cùng ngày, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã chính thức công bố danh sách tập trung đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị tham dự cho giải bóng đá quốc tế U23 Cup Vinaphone 2018. Theo đó, huấn luyện viên Park Hang-seo đã triệu tập 30 cầu thủ, lực lượng nòng cốt vẫn là những gương mặt đã tham dự giải đấu vòng chung kết U23 châu Á 2018. 4 cầu thủ trên 23 tuổi được vị chiến lược gia người Hàn Quốc lựa chọn để bổ sung kinh nghiệm cho các cầu thủ U23 là thủ môn Đặng Văn Lâm, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng, tiền đạo Nguyễn Anh Đức và Nguyễn Văn Quyết. Ngoài ra, 3 cái tên lần đầu được gọi lên tuyển gồm tiền vệ Triệu Việt Hưng của Hoàng Anh Gia Lai, tiền vệ Lê Phạm Thành Long của Hải Phòng và Hoàng Minh Tuấn của Nam Định. Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội vào ngày 23 tháng 7 tới đây và có hơn một tuần tập luyện trước khi dự giải bóng đá quốc tế U23 Cup Vinaphone 2018 diễn ra từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 8 tại Mỹ Đình. Giải đấu này, U23 Việt Nam sẽ vào Bình Dương tập huấn trước khi chốt lại danh sách 20 cầu thủ di chuyển sang Indonesia tham dự ASEAN vào ngày 11 tháng 8 tới.